Lực lượng Cảnh sát Môi trường Công an Thừa Thiên Huế vừa phát hiện nhiều cơ sở sử dụng chất tẩy trắng mít non và bắp chuối trước khi cung cấp cho các nhà hàng, quán ăn và chợ trên khắp địa bàn thành phố. Tại chợ đầu mối Phú Hậu, thành phố Huế, lực lượng Cảnh sát Môi trường đã phát hiện quả tang 4 cơ sở chế biến nông sản đang sử dụng chất bột để tẩy trắng các loại bắp chuối và mít non sau khi đã thái lát mỏng. Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát Môi trường đã thu giữ tại các cơ sở trên gần 2 kg bột tẩy trắng, trên 10 kg bắp chuối và mít non đã thái lát mỏng đang được ngâm tẩy. Theo các cơ sở khai nhận, hàng ngày mỗi cơ sở chế biến và đưa ra thị trường khoảng trên 100 kg mít non, bắp chuối đã được tẩy trắng để tiêu thụ tại các nhà hàng, quán ăn và các chợ nhỏ trên toàn thành phố Huế. Loại bột tẩy trắng trên không có nguồn gốc xuất xứ, được các tiểu thương mua trôi nổi trên thị trường. Bước đầu, các cơ quan chức năng xác định đây có thể là chất sodium hydrosulfite. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục phân tích, kiểm nghiệm để xử lý nghiêm hành vi vi phạm.